Hôm nay 30 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo về kế hoạch bán vé hai trận đấu sân nhà bảng A của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội sẽ có 4 mệnh giá vé bao gồm 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 24 tháng 11 tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội sẽ có 3 mức giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Các phương thức bán vé bao gồm phát hành vé qua đăng ký công văn. Ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận công văn mua vé từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Các đơn vị nộp công văn mua vé sẽ giữ giấy biên nhận bản gốc. Điểm nhận công văn mua vé: Phòng Văn thư Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban tổ chức tiến hành trả vé trong một ngày vào 11 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ 8 giờ đến 17 giờ. Phương thức thứ hai: phát hành vé qua mạng online. Thời gian mở bán vé online từ 9 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Ngày kết thúc bán vé online sẽ là vào lúc 12 giờ ngày 10 tháng 11. Ngày trả vé đã được đăng ký thành công qua mạng bao gồm các ngày 8, 9 và 10 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội. Người mua vé vui lòng truy cập vào trang web ticketonline.vff.org.vn hoặc vebongda.vff.org.vn để được hướng dẫn chi tiết về các quy định cũng như lệnh đặt vé. Phương thức thứ ba: phát hành vé qua quầy bán vé trực tiếp. Ban tổ chức bắt đầu bán vé rộng rãi từ 8 giờ đến 17 giờ hoặc đến khi hết vé trước thời gian dừng bán vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Người hâm mộ mua vé vui lòng lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho khán giả, tránh mua phải vé giả hoặc vé có giá cao hơn quy định. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khuyến cáo nên mua vé tại các quầy đại lý do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ủy quyền. Các đại lý bán vé do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ủy quyền đều có logo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và băng rôn theo mẫu chung. Nhân viên bán vé đeo thẻ và mặc trang phục nhận diện có logo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và in chữ nhân viên bán vé do VFF cung cấp. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, ban tổ chức trận đấu có thể có sự điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé.